Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu lượt đi với đội chủ nhà ở vòng loại World Cup 2026. 7 giờ sáng 19 tháng 3, đội tuyển Việt Nam có mặt ở sân bay nội bài để làm thủ tục di chuyển sang Indonesia. Chuyến bay có đầy đủ 28 cầu thủ, ban huấn luyện và nhân viên hỗ trợ đội tuyển. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã cử người sang tiền trạm từ sớm để đảm bảo tất cả các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và tập luyện cho đội tuyển. Sau khi đội tuyển đặt chân đến Indonesia, bộ phận tiền trạm sẽ tiếp đón, hỗ trợ thực hiện thủ tục nhập cảnh. Đội tuyển Việt Nam ổn định nơi ăn nghỉ trước khi ra sân tập luyện vào tối nay. Đội tuyển Việt Nam tập 2 ngày ở Jakarta trước khi bước vào trận lượt đi vòng loại World Cup 2026 với đội chủ nhà. Thầy trò huấn luyện viên Chu Xe về nước ngay sau trận đấu để chuẩn bị cho trận lượt về trên sân vận động Mỹ Đình ngày 26 tháng 3. Tối qua 18 tháng 3, Huấn luyện viên Philippe Jussier rút gọn danh sách đội tuyển Việt Nam còn 28 cầu thủ. 5 người bị loại là Đỗ Duy Mạnh, Giáp Tuấn Dương, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Công Phượng. Riêng trường hợp của Công Phượng, huấn luyện viên Jussier chỉ đưa ra quyết định vào giờ chót khi tiền đạo người Nghệ An gặp vấn đề ở cổ chân. Vắng cầu thủ này ảnh hưởng đến kế hoạch của đội tuyển Việt Nam bởi trước đó huấn luyện viên Jussier đích thân sang Nhật Bản để kiểm tra, đánh giá phong độ của Phượng. Nguyễn Hai Long bị loại do chưa tạo sự khác biệt so với những người chơi cùng vị trí như Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Hoàng Đức hay Lê Phạm Thành Long. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cho biết, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là ít nhất giành một trận hòa trên sân khách và thắng ở trận lượt về. Về sự chuẩn bị của đội, Việt Anh nói thêm, trước đối thủ mạnh như tuyển Indonesia, chúng tôi sẽ tập trung tốt vào lối chơi của mình, triển khai cách chơi mà toàn đội đã đề ra. Đội tuyển Việt Nam sẽ tận dụng mọi tình huống, mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để ghi bàn. Phía bên kia, đội tuyển Indonesia chốt danh sách 26 cầu thủ. Tối 18 tháng 3, đội bóng này ra sân tập với 22 cầu thủ do 4 ngôi sao nhập tịch chưa góp mặt. Huấn luyện viên Sinte Yong cho biết, chúng tôi sẽ tập hồi phục trước khi dành 2 ngày còn lại để chuẩn bị cho trận đấu. Chúng tôi sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam.